chào quý vị. Hôm nay thứ Năm, ngày 16 tháng 6, 2022, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau. Sáng nay, Quốc hội biểu quyết thông qua một số luật, nghị quyết đã được thảo luận tại kỳ họp. Hai tuyến tàu cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Tiền Giang, Bến Tre và ngược lại dự kiến được khai thác trong quý 3 2022. Trong phần tin thế giới, Fed nâng lãi suất dự trữ trong gần 30 năm qua. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội làm việc tại hội trường biểu quyết thông qua một số luật, nghị quyết đã được thảo luận tại kỳ họp. Với 467 trên 480 đại biểu tán thành, tương đương 93,78% tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Nghị quyết gồm 3 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 và được thực hiện trong 5 năm. Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội cũng đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Cũng trong sáng nay, Quốc hội thông qua nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 và nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1. Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Cao Việt Nam tổ chức lễ ký kết hợp tác truyền thông chăm lo nâng cao kiến thức kỹ năng phụ nữ và trẻ em và buổi sinh hoạt chuyên đề Đẹp chủ động sống quyền năng nhằm hỗ trợ phụ nữ những kiến thức kỹ năng trong giáo dục con, hoàn thiện bản thân và xây dựng gia đình hạnh phúc. Buổi sinh hoạt chuyên đề Đẹp chủ động sống quyền năng đã cung cấp cho chị em phụ nữ trên địa bàn quận 3 có thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe, cả về sức khỏe làn da và sức khỏe tinh thần. Mình cũng không có hoàn toàn là chăm chút lắm về cái sắc đẹp, nhưng mà mình cũng muốn là có một cái sắc đẹp tương đối thì mình cảm thấy mình tự tin hơn. Phụ nữ đẹp và tự tin thì tôi quan điểm là phụ nữ ở lứa tuổi nào vẫn có cái đẹp của lứa tuổi đó. Đây cũng là buổi giao lưu, tư vấn chăm sóc da, nuôi dưỡng vẻ đẹp bên trong của người phụ nữ, qua đó đề cao sự chủ động của phụ nữ trong việc tạo ra giá trị bản thân mà không phụ thuộc quá nhiều vào những yếu tố tác động từ bên ngoài như điều kiện sống, môi trường làm việc. Khi mà chúng ta lựa chọn một cái phương pháp làm đẹp nào hoặc là chúng ta sử dụng một cái sản phẩm mà để chăm sóc da nào, thứ nhất là chúng ta phải tìm hiểu kỹ về cái nguồn gốc của sản phẩm mình thoa. Và cái thứ hai là cái phương pháp mà để mình can thiệp vô mình làm trị liệu cho cái da của mình thì có an toàn hay không, nó có những cái tác dụng phụ hay không. Khi mình biết cách bộc lộ nó ra ở không phải chỉ một cái bộ trang phục mà ở hành vi, cử chỉ, lời ăn, tiếng nói, vẻ mặt, dáng vẻ của chúng ta và tất nhiên nó sẽ qua những cái trang phục, những cái phụ kiện mà chúng ta sử dụng nữa. Nếu mà chúng ta biết tạo cho mình một cái sự hài hòa tổng thể thì người ta sẽ càng đánh giá cao mình hơn. Để công tác truyền thông của Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng hiệu quả hơn và tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp độc giả, nội dung bản ghi nhớ được ký kết giữa hai đơn vị là sẽ phối hợp với các trường trung học cơ sở tổ chức những chuyên đề giáo dục giới tính, tâm sinh lý tuổi dậy thì, tổ chức chương trình trao học bổng, nữ sinh viên mồ côi vì COVID-19 hiếu học vượt khó và một số hoạt động chăm lo nữ bệnh nhân ung thư vú, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo. Trường Đại học Ngoại thương phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam tổ chức thành công lễ trao bằng FIATA, đồng thời có viên ký kết thỏa thuận hợp tác MOU với các đối tác để phát triển lĩnh vực Logistics. Chương trình đào tạo cử nhân Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương được thiết kế tích hợp với chương trình đào tạo theo chứng chỉ của Liên đoàn các hiệp hội giao nhận quốc tế. Tôi liên tục cập nhật với những kiến thức và các cái yêu cầu theo tiêu chuẩn của quốc tế và chính bởi vậy mà sinh viên tham gia học chương trình sẽ luôn được cập nhật và sẽ luôn sẵn sàng để tham gia được các cái thị trường lao động quốc tế. Sinh viên thường xuyên được cọ sát với thực tế hoạt động ở các doanh nghiệp cũng như thường xuyên có sự trao đổi với các chuyên gia ở bên ngoài trong các cái môn học, đặc biệt là các môn chuyên ngành.
Bắt đầu vào năm 2018, chương trình nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về logistics, quản lý chuỗi cung ứng, từ đó nâng cao khả năng hoạch định các chiến lược kinh doanh quốc tế, thiết lập phương án kinh doanh quốc tế hiệu quả, nghiên cứu thị trường nước ngoài, đồng thời quản lý và điều hành các hoạt động của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đối với lại cái lĩnh vực logistics cũng như là chuỗi cung ứng thì cái sự tự tin trên thị trường là điều rất quan trọng. Bọn em đã có rất nhiều cơ hội để được học hỏi, được quan sát và trải nghiệm. Trường Đại học Ngoại thương cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực logistics. Đây là những đối tác có tiềm lực kinh tế mạnh mẽ, vươn tầm quốc gia với các chi nhánh phân bố rộng khắp toàn cầu. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi phương án tổ chức khai thác hai tuyến vận chuyển khách du lịch liên tỉnh đến các sở ngành liên quan cùng các công ty tàu cao tốc. Theo đó sẽ có hai tuyến từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Tiền Giang, Bến Tre và ngược lại, dự kiến được khai thác trong quý 3/2022. Tuyến tàu cao tốc vận chuyển khách du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Tiền Giang, cự ly khoảng 110 km, đến tỉnh Bến Tre, cự ly khoảng 120 km và ngược lại. Hai tuyến này sử dụng tàu cao tốc có sức chứa 75 đến 151 người một tàu, thời gian vận hành từ 6 đến 18 giờ hàng ngày. Đơn vị khai thác dự kiến là công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Tourist, công nghệ xanh DP và Thường Nhật. Giá cước vận chuyển do các đơn vị thống nhất trên cơ sở đảm bảo bình ổn giá thực tế. Tin thế giới. Thưa quý vị, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,75% điểm phần trăm nhằm kiềm chế lạm phát, quyết định đánh dấu mức tăng điểm lãi suất cao nhất của Fed kể từ năm 1994. Đây là đợt điều chỉnh tăng lãi suất thứ ba của Fed kể từ tháng 3 với mức tham chiếu nằm trong khoảng 1,5% đến 1,75%. Lãi suất tham chiếu tăng sẽ ảnh hưởng đến các hộ gia đình và doanh nghiệp nước này, vì nó sẽ kéo hàng loạt lãi suất lên cao như lãi vay mua nhà, mua ô tô, lãi thẻ tín dụng, giảm vay kinh doanh, có thể khiến nền kinh tế giảm tốc. Trong tháng 5, tỷ lệ lạm phát tại Mỹ đạt 8,6%, mức cao nhất trong 4 thập niên và chưa có dấu hiệu chững lại. Mục tiêu của Fed là đưa lạm phát xuống còn 2%. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục xem xét các đợt tăng lãi suất trong thời gian tới. Rõ ràng, mức tăng 75 điểm cơ bản là lớn bất thường và tôi không muốn mức tăng này trở nên phổ biến. Ở cuộc họp tiếp theo, Fed sẽ xem xét tăng lãi suất thêm 50 hoặc 75 điểm cơ bản. Cả giá vàng và các chỉ số chứng khoán Mỹ đều đi lên sau quyết định của Fed. Giá vàng tăng thêm 26 đô la Mỹ, đạt 1.834 đô la Mỹ một ounce. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp để tăng 1%. Tôi nghĩ đây là một quyết định cứng rắn từ Fed và họ muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ đến thị trường và các nhà đầu tư. Tôi cho rằng việc Fed tăng lãi suất mạnh vào thời điểm này sẽ cho phép họ kiểm soát được mức tăng trong tương lai. Fed cũng hạ dự báo tăng trưởng của Mỹ trong năm nay do lo ngại lạm phát. GDP nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể chỉ tăng 1,7%, giảm mạnh so với mức dự báo 2,8% hồi tháng 3. Liên quan đến tình hình xung đột hiện tại giữa Nga và Ukraine, phía Nga một lần nữa khẳng định việc duy trì liên lạc với Mỹ và Liên minh châu Âu là điều cần thiết. Đây là tuyên bố được người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khi phát biểu với báo giới vào ngày 15 tháng 6. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc duy trì liên lạc giữa Nga và phương Tây có thể diễn ra dựa trên những nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, có tính đến những mối quan ngại của nhau, vấn đề an ninh và cùng có lợi. Khi được hỏi rằng liệu đây có phải là hy vọng mới trong việc tiếp tục quan hệ giữa Nga với phương Tây, ông Peskov nhấn mạnh đây là vấn đề của tương lai. Về khả năng quan hệ Nga và Mỹ có thể quay trở lại, tinh thần của cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Geneva, Thụy Sĩ hồi năm ngoái, ông Peskov cho rằng không chắc có thể xảy ra. Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây đang xuống mức thấp nhất kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh. Phương Tây đã áp đặt hàng loạt các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Nga, trong khi Moscow cho rằng Mỹ đang tiến hành cuộc chiến tranh kinh tế. Cũng trong ngày 15 tháng 6, Nga cho biết có thể cung cấp lộ trình an toàn cho các tàu chở ngũ cốc của Ukraine từ các cảng của nước này ở Biển Đen. Tuy nhiên, Moscow sẽ không chịu trách nhiệm việc thiết lập các hành lang vận chuyển. Tuyên bố được đưa ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị sử dụng quân đội giúp rà phá bom mìn ngoài khơi bờ biển Odessa và hộ tống các tàu chở ngũ cốc của Kiev. Việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đã bị ngưng trệ từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này.
Các cảng biển ở Ukraine cũng ngừng hoạt động, khiến giá ngũ cốc, dầu ăn, xăng và phân bón tăng vọt trên toàn cầu. Liên Hiệp Quốc đang cố gắng tìm kiếm một thỏa thuận để nối lại việc xuất khẩu các mặt hàng trên, gồm ngũ cốc của Ukraine, cũng như thực phẩm và phân bón của Nga, vốn bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Chúng tôi không chịu trách nhiệm thiết lập những hành lang an toàn. Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi có thể cung cấp một lộ trình an toàn nếu những hành lang này được thiết lập. Trước đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói rằng có thể mất một thời gian để tháo gỡ thủy lôi ở các cảng của Ukraine. Trong khi đó, một hành lang đường biển an toàn ở những khu vực không có thủy lôi có thể được thiết lập theo đề xuất của Liên Hợp Quốc. Ông Cavusoglu nói thêm rằng Ankara vẫn đang chờ phản hồi từ Moscow về kế hoạch này. Phía Kiev lo ngại nếu gỡ bỏ thủy lôi ở các cảng biển có thể khiến khu vực này dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công của Nga. Chính phủ Swiss ngày hôm qua cho biết 10 nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã chấp thuận tham gia vào kế hoạch tái định cư người tị nạn nhằm giảm áp lực cho 5 quốc gia tuyến đầu của khối về tiếp nhận người di cư. Trả lời phỏng vấn, Bộ trưởng Nội vụ Swiss khẳng định đây là diễn biến tích cực, đồng thời kêu gọi thêm nhiều nước thành viên EU tham gia vào kế hoạch trong bối cảnh người di cư ngày càng đổ nhiều về Swiss, Hy Lạp, Malta, Italia và Tây Ban Nha. Theo thống kê, có gần 14.000 người di cư đã đến EU trong 5 tháng đầu năm 2022 qua tuyến đường phía đông Địa Trung Hải. Trong đó, chỉ riêng Ship đã tiếp nhận 2/3 số người di cư này. Tuần trước, Pháp đã hối thúc EU hiện thực hóa một hiệp ước về người tị nạn, vốn đình trệ lâu nay. Trong đó, đề cập kế hoạch tái định cư khoảng 10.000 người tị nạn đến các quốc gia thành viên sẵn sàng tiếp nhận, trong khi những quốc gia khác có thể đóng góp tài chính để được miễn trách nhiệm này. Truyền thông Hàn Quốc ngày hôm qua cho biết Ngoại trưởng nước này Park Shin dự kiến sẽ thăm Nhật Bản vào ngày 10 tháng 7. Lịch trình chuyến thăm đã được điều chỉnh lùi lại so với dự kiến ban đầu là diễn ra trong tháng 6 này. Theo hãng tin Yonhap, sở dĩ chuyến thăm của Ngoại trưởng Hàn Quốc bị lùi lại nhiều khả năng là do Tokyo lo ngại chuyến thăm này có thể ảnh hưởng tới cuộc bầu cử thượng viện Nhật Bản khi các mối quan hệ song phương vẫn còn khúc mắc. Dù vậy, hai chính phủ khẳng định sẽ sắp xếp để chuyến thăm của Ngoại trưởng Park đến Nhật Bản diễn ra ngay sau khi bầu cử kết thúc. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên tới Nhật Bản của một Ngoại trưởng Hàn Quốc kể từ tháng 11 năm 2019. Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã kêu gọi đưa quan hệ song phương hướng tới tương lai sau thời gian dài căng thẳng. Ngày 15 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang xem xét một số báo cáo cho rằng virus đậu mùa khỉ xuất hiện trong tinh dịch của bệnh nhân. Điều này làm dấy lên khả năng căn bệnh này lây lan qua đường tình dục. Quan chức WHO Catherine Smallwood cho biết châu Âu hiện là tâm dịch của đợt bùng phát đậu mùa khỉ, chiếm 85% số ca nhiễm toàn cầu. Đây là mức độ đáng lo ngại. Chúng tôi đang xem xét báo cáo tinh dịch của một số bệnh nhân xét nghiệm dương tính với virus. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa thể thay đổi đánh giá của chúng tôi về con đường lây nhiễm thông qua tiếp xúc gần như da với da hay da với miệng. Trong khi đó, Giám đốc WHO phụ trách khu vực châu Âu Hans Kluge cho biết các quốc gia không nên chạy đua tích trữ vaccine đậu mùa khỉ vì chưa có nhiều dữ liệu thực tế về việc sử dụng. Đến nay, thế giới ghi nhận 1.600 ca nhiễm và 72 ca tử vong do đậu mùa khỉ. WHO cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn vào ngày 23 tháng 6 tới, xem xét về khả năng công bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng toàn cầu. Số ca mắc mới COVID-19 tại Hồng Kông, Trung Quốc đang tăng trở lại. 24 giờ qua, đặc khu này ghi nhận 1.047 ca mắc COVID-19 mới, lần đầu số ca bệnh trở lại mức 4 con số sau 2 tháng. Theo giới chức Hồng Kông, với việc nới lỏng các biện pháp giãn cách và người dân xuất nhập cảnh nhiều hơn, dịch bệnh đang có xu hướng quay trở lại. Tuy nhiên, hầu hết người dân đã được tiêm vaccine COVID-19, do đó hình thành khả năng miễn dịch nhất định trong cộng đồng. Từ hôm nay, chính quyền Hồng Kông yêu cầu tất cả khách vào quán bar và hộp đêm đều phải trình kết quả xét nghiệm nhanh âm tính trong 24 giờ. Sau khi cho phép mở cửa trở lại, những địa điểm này đã xuất hiện các ổ dịch mới. Tương tự Hồng Kông, nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Italia, cũng đang chứng kiến đà tăng trở lại của số ca mắc COVID-19 mới. Chỉ riêng trong ngày 15 tháng 6, nước này đã ghi nhận thêm gần 32.000 ca mắc COVID-19 và 48 ca tử vong. Chính phủ Italia đã quyết định gia hạn quy định đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng đến tháng 9. Tuy nhiên, các quy định đeo khẩu trang tại các rạp chiếu phim, rạp hát và tại các sự kiện thể thao trong nhà vẫn được dỡ bỏ theo lịch trình kể từ ngày 15 tháng 6.
Đầu tuần này, cảnh sát chống ma túy của Colombia vừa phát hiện hơn 1 tấn cocaine được ngụy trang giống như củ khoai tây. Giới chức Colombia mô tả đây là một trong những cách thức che giấu tinh vi nhất để buôn lậu trong những năm gần đây. Vụ thu giữ ma túy diễn ra ở thành phố cảng Cartagena khi lực lượng cảnh sát tìm thấy một container chứa 1,3 tấn khoai tây đông lạnh. Lô hàng này có hành trình đến các cảng châu Âu như Lisbon và Valencia, nhưng kẻ buôn lậu đã sử dụng máy ép thủy lực để tạo hình. Tuy nhiên, lô hàng đã khiến giới chức Colombia nghi ngờ vì trên bao bì không có ghi hạn sử dụng. Trở lại với các tin tức trong nước, tại thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra lễ ra mắt Hội đồng Khoa học và Pháp lý thuộc Viện Nghiên cứu Pháp luật Bảo vệ Doanh nghiệp và Người tiêu dùng. Đây là địa chỉ tin cậy giúp cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp các vấn đề khó khăn liên quan đến pháp lý và hoạt động kinh doanh. Viện Nghiên cứu Pháp luật Bảo vệ Doanh nghiệp và Người tiêu dùng được thành lập nhằm tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực chính sách, pháp luật, doanh nhân, doanh nghiệp và tiêu dùng, tư vấn hỗ trợ pháp lý, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, doanh nhân và người tiêu dùng, phản biện các vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật, quản trị doanh nghiệp, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa tiêu dùng. Hưởng ứng chương trình khởi nghiệp quốc gia do chính phủ phát động, Viện Nghiên cứu Pháp luật Bảo vệ Doanh nghiệp và Người tiêu dùng cũng công bố và trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân khởi nghiệp Việt Nam VSBC. Bổ sung canxi sau sinh cho sản phụ là việc làm cần thiết, nhất là đối với những trường hợp cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ, vì khi đó lượng canxi trẻ hấp thụ được chủ yếu là thông qua nguồn sữa mẹ. Việc chủ động bổ sung nguồn canxi hữu cơ ở mức độ phù hợp sẽ giúp ngăn ngừa các triệu chứng do thiếu hụt canxi gây ra. Với Nesgercan, canxi nhập khẩu từ Úc có nguồn gốc từ thiên nhiên, thành phần chính là canxi hữu cơ dạng vi tinh thể, gồm canxi và phosphor theo tỷ lệ phù hợp, sẽ dễ dàng kết hợp với các protein xương chủ chốt cần thiết cho sự hình thành xương ở sản phụ. Đặc biệt, canxi hữu cơ còn cung cấp canxi và magie giúp làm giảm chuột rút, ngừa loãng xương hiệu quả cho sản phụ và cung cấp nguồn sữa đầy đủ dưỡng chất để trẻ phát triển tốt. Tại các sàn thương mại điện tử, các mặt hàng chăm sóc sức khỏe đã tăng 32% lượng truy cập so với cùng kỳ trước đó. Với sự phát triển mạnh mẽ của các nhà thuốc online, người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn hơn trong việc khám chữa bệnh trực tuyến. Đại diện Redkit Việt Nam vừa ký kết hợp tác chiến lược với Thuốc sĩ.vn, một trong những startup dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ về dịch vụ y tế. Theo đó, thông qua sàn thuốc sĩ.vn, các sản phẩm chính hãng của Redkit sẽ dễ dàng tiếp cận được tại gần trung bình 15.000 nhà thuốc phòng khám phát sinh giao dịch mỗi tháng là khách hàng của thuốc sĩ.vn, nền tảng cung cấp và phân phối các dược phẩm trên khắp Việt Nam. Chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của thị trường thương mại điện tử dược phẩm Việt Nam và chúng tôi cũng đặt mục tiêu mở rộng sự hiện diện mạnh mẽ hơn nữa tại hệ thống các nhà thuốc và phòng khám đối tác của thuốc sĩ.vn, cũng như mang đến trải nghiệm mua sắm trực tuyến tiện lợi, nhanh chóng. Ở sàn thương mại điện tử đầu tiên và tiên phong trong ngành dược thì mong muốn của thuốc sĩ.vn là kết nối trực tiếp nhà phân phối và nhà sản xuất tới nhà thuốc và phòng khám trên khắp Việt Nam. Sau 4 năm không ngừng phát triển thì chúng tôi đang phục vụ hơn 15.000 nhà thuốc trên khắp cả nước. Theo thống kê của Nielsen Việt Nam, trong giai đoạn đầu năm 2020, 63% người tham gia khảo sát cho biết thường xuyên mua sắm online, trong đó 25% người tham gia khảo sát đã tăng các hoạt động mua sắm trực tuyến. Công ty cổ phần dược phẩm FPT Long Châu và công ty GlaxoSmithKline GSK đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện nhằm đảm bảo nguồn cung dược phẩm chính hãng tại thị trường Việt Nam. Theo đó, hai bên sẽ cùng phát triển thị trường bán lẻ dược phẩm bền vững, đặt lợi ích của bệnh nhân và gia đình lên hàng đầu, bảo đảm nguồn cung cấp các sản phẩm điều trị và chăm sóc sức khỏe chính hãng, tuân theo tiêu chí, đúng bệnh, đúng thuốc, đúng liều, đúng cách. Hai bên cũng sẽ xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế và dược sĩ làm việc tại FPT Long Châu, cùng tổ chức các chương trình cung cấp kiến thức y tế, đặc biệt về cách sử dụng kháng sinh khoa học. FPT Long Châu là một trong những chuỗi nhà thuốc lớn nhất Việt Nam với hơn 600 nhà thuốc trên toàn quốc, còn GSK là thương hiệu dược phẩm top đầu thị trường thế giới. Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Rần Gia đã ký kết hợp tác chiến lược, phân phối độc quyền các sản phẩm dược phẩm và thiết bị y tế với hệ thống đại lý lớn toàn quốc. Sự kiện thu hút sự quan tâm của gần 200 doanh nghiệp đại lý mở ra cơ hội giúp thương hiệu và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe uy tín chất lượng của Trần Gia tiếp cận thị trường đến gần hơn với người tiêu dùng.
Thành lập từ đầu năm 2022, Trần Gia đã xây dựng và đào tạo đội ngũ nhân sự tâm huyết, tập trung phát triển tại thị trường dược phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế và chế phẩm vệ sinh, được các đại lý và người tiêu dùng trên toàn quốc đánh giá cao. Những năm gần đây, thành phố Quy Nhơn đã có sự thay đổi toàn diện, nổi bật là tuyến giao thông thuận tiện để kết nối đi các vùng, các miền, quy hoạch đô thị bài bản và tiềm năng phát triển du lịch mạnh mẽ. Với việc thu hút hàng loạt dự án đầu tư trong và ngoài nước, Quy Nhơn dự kiến đón lượng lớn cư dân, chuyên gia đến để sinh sống và làm việc. Riêng khu kinh tế Nhân Hội thuộc bán đảo Phương Mai dự báo đến năm 2030 sẽ có khoảng 120.000 đến 140.000 người. Nơi đây còn được quy hoạch với hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, kết nối trực tiếp trung tâm thành phố, sân bay, cảng biển và nhiều danh thắng nổi tiếng. Quy Nhơn được tôi đánh giá là một trong những cái vùng phát triển bất động sản du lịch tiềm năng. Sự kết hợp đầu tư hạ tầng đồng bộ từ chính phủ như là cảng quốc tế Quy Nhơn hay là sân bay quốc tế v.v. thì nơi đây nó sẽ trở thành một cái trung điểm du lịch, tôi nghĩ không phải là của Việt Nam không đâu, mà cũng có thể là của Đông Nam Á và châu Á mở rộng. Nằm sát trục quốc lộ 19B, khu đô thị sinh thái Kỳ Co Gateway thuộc khu kinh tế Nhân Hội hiện đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Được phát triển theo phong cách Hàn Quốc với xu hướng sống xanh, hệ thống hạ tầng hoàn thiện cùng nhiều tiện ích độc đáo như công viên ánh sáng Everland và phố thương mại Etiwon sẽ góp phần tô điểm cho bức tranh tổng thể của thành phố Quy Nhơn trong tương lai. Được mệnh danh là khu phức hợp đáng sống bậc nhất thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, dự án Charm City vừa bàn giao tòa nhà thứ hai mang tên Charm Ruby theo đúng tiến độ cam kết với khách hàng. Charm Ruby là tòa tháp thứ hai nằm trong khu phức hợp Charm City với 749 căn hộ và 20 shop house. Dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi công do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng Charm Group đã có nhiều giải pháp để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ. Về cái chính sách thì chị thấy cũng hỗ trợ khách hàng rất là nhiều. Thì cái đấy là mình cũng rất yên tâm về cái chủ đầu tư này. Ngay sau khi đi vào vận hành, cư dân Charm Ruby sẽ được tận hưởng trải nghiệm sống chất lượng cùng hệ tiện ích nội khu đẳng cấp vượt trội. Không gian sống trong dự án này thì mình đánh giá rất là cao. Các cái tiện ích đầy đủ như trung tâm thương mại, Vincom, rồi là khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em. Charm City của chúng tôi là có 4 lốc. Thì đây là lốc thứ 3 chúng tôi đưa vào vận hành. Và cái lốc cuối cùng là lốc Diamond. Khoảng 2 năm nữa thì chúng tôi sẽ đưa vào vận hành toàn bộ. Charm City là dự án mang tính kiến tạo đẳng cấp sống mới tại Bình Dương của Charm Group, được áp dụng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa chất lượng công trình, đề cao tính thẩm mỹ và công năng căn hộ, kiến tạo nơi an cư lạc nghiệp. Thương hiệu công nghệ nhà thông minh Easyvic tổ chức sự kiện ra mắt hàng loạt sản phẩm trong chuỗi thiết bị nhà thông minh năm 2022, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Tại sự kiện, Easyvic mang đến cơ hội trải nghiệm các sản phẩm trong bộ sưu tập Make Living Easy cho cuộc sống tiện nghi, gồm 4 nhóm sản phẩm chính: nhà thông minh, camera pin sạc, camera trong nhà ngoài trời, khóa cửa thông minh. Nổi bật trong hệ sinh thái Easyvic là dòng sản phẩm camera pin sạc với thiết kế hoàn toàn không dây, tiện dụng bên cạnh công nghệ tân tiến như phát hiện người bằng AI, phát hiện tiếng động bất thường, đàm thoại hai chiều, vẫy tay để bắt đầu cuộc gọi. Easyvic luôn theo đuổi mục đích mang đến giải pháp nhà thông minh toàn diện cho người dùng. Đó không chỉ là những chiếc camera an ninh mà còn là hệ sinh thái bao gồm nhiều thiết bị thông minh khác để tạo ra trải nghiệm cao cấp hơn, mang đến cuộc sống dễ dàng và an toàn hơn cho tất cả mọi người. Thành lập năm 2013, Easyvic luôn không ngừng nỗ lực để tạo ra trải nghiệm sống an toàn, tiện lợi và thông minh cho người dùng thông qua các thiết bị nhà thông minh kết hợp công nghệ AI tiên tiến đi cùng dịch vụ lưu trữ đám mây. Tham gia triển lãm Việt Nam ICTCOM 2022, công ty Nhất Nam VN mang tới các thiết bị và giải pháp công nghệ mới dành cho phòng họp hội nghị, hội thảo chuyên nghiệp. Cụ thể là các thiết bị camera, micro cảm ứng chạm, micro âm bàn, thiết bị phòng họp không giấy tờ, công nghệ tự động điều khiển camera phòng họp, thiết bị trình chiếu không dây. Chúng tôi tăng cường cả phần cứng, phần tự động hóa, phần ảo hóa để giúp cho chủ doanh nghiệp và các bộ phận trong doanh nghiệp làm sao đó để tiện dụng nhất, tối đa nhất là tiết kiệm cái chi phí nhất. Thời gian tới, đơn vị mong muốn đồng hành cùng hệ thống giáo dục, giúp ngành giáo dục thực hiện chuyển đổi số, tối ưu hóa công tác quản lý, tiết kiệm thời gian chi phí cho nhà trường.
Phòng khám đa khoa quốc tế Việt Healthcare và Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phường 7, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh vừa ký kết kế hoạch liên tịch tư vấn chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 cho người dân, chăm lo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn 2022. Theo đó, Phòng khám Việt Healthcare sẽ hỗ trợ 550 suất miễn phí chụp X-quang phổi thẳng, đo điện tâm đồ và tư vấn các vấn đề hậu COVID-19 cho người dân trên địa bàn phường 7, quận 10, giảm 20% các dịch vụ cận lâm sàng khác. Người dân tham gia chương trình sẽ được ưu đãi trong lần khám bệnh tiếp theo tại Việt Healthcare. Ngoài ra, chương trình cũng hỗ trợ 80 suất khám sức khỏe tổng quát, khám hậu COVID-19 miễn phí cho những người thuộc diện chính sách, hộ nghèo, người khuyết tật, trẻ em dưới 14 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên người nước ngoài. Tổng kinh phí thực hiện chương trình kéo dài đến ngày 12 tháng 7 tới là 400 triệu đồng. Sau một mùa giải thành công để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thái Bình Dương sẽ khởi động mùa giải thứ hai vào năm nay. Mùa giải năm nay sẽ có sự quy tụ của rất nhiều hoa hậu, nhà thiết kế, chuyên gia, người nổi tiếng để giúp các thí sinh hoàn thiện bản thân cả về kỹ năng lẫn kiến thức. Ban tổ chức sẽ tổ chức họp báo công bố đại sứ hình ảnh và ban giám khảo chuyên gia cố vấn trong chương trình vào ngày 20 tháng 6 tại khách sạn Lotte, thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức cũng cho biết năm nay, Hoa hậu Diễm Hương, Hoa hậu Thế giới Người Việt năm 2010 và Hoa hậu Phan Thị Mơ, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012, đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Trái đất 2011 sẽ truyền đạt những kinh nghiệm, kỹ năng cho thí sinh. Đêm chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 10 tại Malaysia. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.